khám phá vũ trụ, sự kỳ diệu của vũ trụ và tầm quan trọng của vũ trụ và giáo dục. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về một chủ đề thú vị, tầm quan trọng của vũ trụ và giáo dục. Chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi tại sao chúng ta lại quan tâm đến vũ trụ khi đang nói về giáo dục. Vậy hãy cùng tôi khám phá bên trong video này để tìm hiểu nhé! Vũ trụ là một thế giới rộng lớn với hàng tỷ ngôi sao, hành tinh và thiên thể khác nhau. Nó là nguồn cảm hứng cho con người trong suốt hàng ngàn năm, từ những bức tranh cổ đại đến những bộ phim khoa học viễn tưởng hiện đại. Nhưng vũ trụ không chỉ là một nguồn cảm hứng giải trí, nó còn mang lại những kiến thức quan trọng cho việc giáo dục và nghiên cứu khoa học. Vũ trụ là một bài học về sự tương tác giữa các hành tinh, hệ thống sao và ngân hà. Nó cung cấp cho chúng ta kiến thức về vật lý, hóa học, sinh học, toán học và nhiều lĩnh vực khác. Chúng ta đã học được rất nhiều về sự hình thành và phát triển của vũ trụ qua các cuộc khảo sát và nghiên cứu. Chúng ta đã tìm ra những bí ẩn của vũ trụ, ví dụ như sự hiện diện của vật chất tối và năng lượng tối. Những kiến thức này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, mà còn giúp chúng ta phát triển các công nghệ mới và giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nếu nhìn từ góc độ giáo dục, vũ trụ có vai trò quan trọng trong việc truyền tải kiến thức và khuyến khích sự tò mò và sáng tạo của học sinh. Vũ trụ có thể trở thành một chủ đề hấp dẫn và kích thích hứng thú cho học sinh trong việc học về các môn khoa học. Nó giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về cơ bản của vật lý và hóa học, cũng như phát triển kỹ năng tư duy logic và khoa học. Khi học sinh được học về vũ trụ, họ sẽ được khám phá các khái niệm phức tạp như thời gian, không gian, vận tốc ánh sáng và nhiều hơn nữa. Các khái niệm này có thể giúp cho học sinh phát triển kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề. Điều này rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và trong việc giải quyết các vấn đề lớn hơn trong xã hội. Ngoài ra, vũ trụ còn có tầm quan trọng với việc khuyến khích sự tò mò và sáng tạo của con người. Khi chúng ta tìm hiểu về vũ trụ, chúng ta không chỉ học được những kiến thức mới, mà còn mở rộng tầm nhìn của mình và đối mặt với những thách thức mới. Chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời cho chúng. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy độc đáo của chúng ta. Vũ trụ có thể giúp cho việc giảng dạy các môn khoa học và kỹ thuật thông qua việc cung cấp cho giáo viên và học sinh những ví dụ cụ thể và hấp dẫn về các khái niệm và nguyên lý khoa học cơ bản. Khi học sinh được tiếp cận với các khái niệm khoa học thông qua vũ trụ, họ sẽ có cơ hội để áp dụng những kiến thức này vào thực tế và hiểu rõ hơn về cách mà những nguyên lý này hoạt động. Ví dụ, khi giảng dạy về vật lý, giáo viên có thể sử dụng các khái niệm như trọng lực, quỹ đạo và tốc độ để giải thích về các hành tinh và ngôi sao trong vũ trụ. Khi giáo viên sử dụng các ví dụ thực tế và cụ thể như vậy, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về các nguyên lý vật lý và cách áp dụng chúng vào thực tế. Họ cũng có thể hình dung được về những vật thể lớn như sao chổi hay tàu vũ trụ, giúp cho việc học trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, việc sử dụng vũ trụ để giảng dạy cũng có thể khuyến khích sự tò mò và sáng tạo của học sinh. Khi họ được tiếp cận với các khái niệm khoa học phức tạp thông qua vũ trụ, họ có thể đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời cho chúng. Điều này có thể khuyến khích họ trở thành những nhà khoa học và kỹ sư tương lai, với khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết các vấn đề lớn hơn trong xã hội. Tóm lại, vũ trụ có thể giúp cho việc giảng dạy các môn khoa học và kỹ thuật thông qua việc cung cấp cho học sinh các ví dụ cụ thể và hấp dẫn về các khái niệm khoa học. Việc sử dụng vũ trụ để giảng dạy cũng có thể khuyến khích sự tò mò và sáng tạo của học sinh, giúp cho việc học trở nên thú vị và bổ ích hơn. Đồng thời, nó cũng giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về sự phức tạp và kỳ diệu của vũ trụ.
từ đó khuyến khích họ tìm hiểu và khám phá thêm về các môn khoa học liên quan đến vũ trụ như vật lý, thiên văn học và vũ trụ học. Việc học về vũ trụ không chỉ giúp cho học sinh phát triển kiến thức khoa học, mà còn giúp cho họ phát triển kỹ năng quan sát, suy luận và giải quyết vấn đề. Nó cũng có thể khuyến khích tư duy sáng tạo và phát triển tư duy logic cho học sinh. Từ đó, việc học về vũ trụ có thể giúp cho học sinh phát triển những kỹ năng và năng lực cần thiết để trở thành những nhà khoa học và kỹ sư tài năng trong tương lai. Vì vậy, có thể nói rằng việc học về vũ trụ rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong giáo dục và phát triển cá nhân của học sinh. Chúng ta cần khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh học tập và khám phá về vũ trụ, từ đó giúp cho họ phát triển kiến thức khoa học và kỹ năng cần thiết cho sự thành công trong tương lai. Việc tìm hiểu về vũ trụ có thể giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn về thế giới bởi vì nó cho phép chúng ta nhìn xa hơn những gì chúng ta có thể thấy được xung quanh mình. Khi ta tìm hiểu về vũ trụ, ta sẽ hiểu rõ hơn về những cấu trúc, quy luật tự nhiên và sự phát triển của vũ trụ. Từ đó, ta có thể áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày và có cái nhìn toàn diện hơn về thế giới. Tìm hiểu về vũ trụ cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí của chúng ta trong vũ trụ, từ đó giúp ta có một cái nhìn rộng hơn về cuộc sống. Nó cũng giúp ta thấu hiểu hơn về tầm quan trọng của trái đất và môi trường sống của chúng ta. Ngoài ra, việc tìm hiểu về vũ trụ cũng giúp chúng ta đối mặt và giải quyết các vấn đề lớn hơn mà loài người đang phải đối mặt. Với việc hiểu rõ hơn về nguyên nhân và hậu quả của những thay đổi toàn cầu, ta có thể áp dụng những kiến thức này để giải quyết những vấn đề khó khăn mà loài người đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tóm lại, việc tìm hiểu về vũ trụ không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới mà còn giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn và áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày để giải quyết các vấn đề lớn mà loài người đang phải đối mặt. Việc tìm hiểu về vũ trụ không chỉ là một khám phá khoa học mà còn mang lại những lợi ích vượt trội trong lĩnh vực giáo dục. Vũ trụ không chỉ là nguồn cung cấp ví dụ và khái niệm thú vị cho việc giảng dạy các môn khoa học, mà còn khuyến khích sự tò mò và sáng tạo của học sinh. Nó giúp chúng ta nhìn xa hơn, hiểu rõ về cơ cấu và phát triển của vũ trụ, đồng thời nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của trái đất. Qua việc áp dụng kiến thức vũ trụ vào cuộc sống, chúng ta có cái nhìn toàn diện và khả năng giải quyết các vấn đề lớn hơn mà loài người đang phải đối mặt, như biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tìm hiểu về vũ trụ không chỉ giúp chúng ta phát triển kiến thức khoa học, mà còn khuyến khích tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng quan sát, suy luận và giải quyết vấn đề. Nó tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân và khám phá tiềm năng của học sinh, từ đó hướng dẫn họ trở thành những nhà khoa học và kỹ sư tương lai. Vì vậy, việc tìm hiểu về vũ trụ không chỉ là một hành trình thú vị mà còn là một cách để mở ra những khám phá mới, tạo động lực cho sự phát triển cá nhân và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội. Hãy khám phá vũ trụ, mở rộng tầm nhìn và tạo ra những tiến bộ đáng kinh ngạc trong giáo dục và khoa học. Nếu bạn thấy thông tin trong chủ đề này hữu ích và muốn tìm hiểu thêm về khoa học vũ trụ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về vũ trụ và khoa học. Hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo. Cảm ơn và chào tạm biệt.